Rồi tiếp theo chúng ta sẽ biết cái phần lưu. Thì chúng ta lưu ý như vậy, nếu chúng ta phải viết một cái đoạn code, còn nếu nè, đầu tiên các em lưu ý là các em phải qua bên bên SQL mình viết cái hàm thêm xóa sửa. Mình qua bên đây mình viết hai những cái residue. Nhớ là thầy đang viết code không có phần kiểm tra kiểu dữ liệu gì hết nha. Nghĩa là mình giống như là mình tượng trưng theo cách là mình thêm lúc nào cũng đúng, mình chưa cần biết chi tiết hết. Rồi ở đây mình sẽ viết những cái residue. Các em bấm vào đây, các em tạo một cái store residue mỏng. Những cái store residue này là những cái thủ tục này phải thuộc. Các em mà học SQL mà các em không biết biết những cái này thì quá dở. Thì như nhân viên thêm, biết cho nó theo tiếng Việt cho dễ. Rồi mình sẽ có những cái biết nào, mình nhìn vô cái này nè các em. Đó. Nhân viên thì tự động tăng rồi, lên đây mình sẽ có là a còng tên nhân viên, Navache 100, phẩy a còng địa chỉ Navache. Mình nhìn vô cái này mình viết nha, nhìn vô cái này mình viết nè, 255 phẩy phẩy cái a còng số điện thoại, Navache. Rồi ở đây mình sẽ viết những cái đồ store, cái câu lệnh thêm vào đây. Thì để cho viết nhanh thì có chỉ các em cứ nhấn vào đây. Em bấm vào cái phần insert. Đó, mình sẽ copy cái phần này qua bên kia cho nhanh. Đó, copy này qua. Mình chọn C, cái việc copy không biết nên là thôi luôn ha. Rồi, là mình sẽ cái này mình sẽ thay bằng a còng tên nhân viên nè. Chỉ vậy thôi, rất là nhanh. Xóa mấy dấu này đi. Rồi, cái này mình sẽ thay bằng địa chỉ. Đó, cái này mình sẽ thêm bằng bạn nào không biết về SQL này thôi chắc phải nghĩ trở lại năm đầu tiên. Cái này là có hai dấu phẩy, ai không biết thì trở về năm đầu tiên học là được rồi á. Rồi mình sẽ có một câu lệnh, nhớ là luôn luôn cái này nó sẽ có một câu lệnh là select, cái này do cái cách của thầy thôi. Thật ra các em không có cái này thì nó sẽ bị lỗi, tại bên kia thầy muốn trả trả về một cái như thêm thành công. Các em muốn có dấu thì chúng ta đã biết rồi, chúng ta thêm cái dấu này vào. Rồi, hoặc là chúng ta muốn lỡ là error code không, nghĩa là mình không có lỗi gì đó. Rồi mình chạy thử cái này. Nếu mà các em muốn test luôn thì các em có thể copy cái này nè. Các em có thể thêm vào đây. Các em nghĩa là các em muốn test thử trước coi nó có thêm được hay không á. Kiểu như là tên là B. Cái này toàn là kiểu kiểu chuỗi không thì mình biết thêm cái nào như cũng được. Rồi mình bôi đen mình chạy thử. Đó, nếu mình thấy thêm thành công mình có thể mở ra. Nghĩa là đúng là tốt nhất á. Cái này nhớ là đi thi mình không cần làm thao tác thử này đâu, nếu mà mình đã viết quen rồi nhé. Rồi tương tự như vậy các em sẽ viết cho thầy cái nút là sửa. Thì các em cũng viết cho thầy cái phần này thành chữ sửa luôn. Sửa hay update cũng được, nhưng mà cái nhớ là cái update này thì nó sẽ có a còng nhân viên ID. Mình viết luôn. Kiểu in. Đó.
Rồi mình sẽ biến cái này là update. Thì mình sẽ muốn biến update, mình nhấn chuột phải vào đây tiếp. Đây mình sẽ chọn là update. Copy cái này qua, Ctrl C. Đó, cái này là lưu thành công đi. Rồi cái này update nhân viên nè, tên nhân viên bằng A cộng tên nhân viên. Đó. Rồi địa chỉ bằng A cộng đi, địa chỉ. Rồi số điện thoại bằng A cộng số điện thoại. Còn que này nghĩa là cái mã nhân viên bằng cái mã nhân viên này. Nhá, nhân viên A cộng nhân viên ID. Cái này mình bỏ cái này đi nha. Đó, lưu thành công. Đó mình chạy thử. Rồi bây giờ mình muốn test thử luôn. Em muốn test thử thì đầu tiên á, em sẽ chạy dưới đây. Đầu tiên mình sẽ truyền vô cái mã, các em lưu ý là mình phải truyền vô cái mã nó đang tồn tại. Các em nhấn phải đây edit. Cái bước viết SQL này là các em phải nhuần nhuyễn luôn. À. Rồi bây giờ giả sử thầy sửa số 9 nha. Thành Nguyễn Văn D đi. Đó, thầy sẽ sửa là số 9 nha. Sửa thành Nguyễn Văn D. Rồi số điện thoại là dễ thôi. Đó. Rồi các em để ý, các em nhấn chuột phải đây edit. Đó, các em thấy sửa được rồi. Rồi cuối cùng là mình sẽ viết cái xóa. Mình viết này xóa luôn. Cái xóa là dễ nhất ha. Cái xóa mình chỉ truyền vô cái ID thôi nha các em. Đó, mình sẽ viết câu lệnh xóa ở đây. Copy này qua. Đó, que bỏ này luôn ha, nhanh không? Xóa thành công. Rồi bây giờ mình thử xóa thử nhân viên là số 9 luôn. Chuyển ID vô là 9. Đó, các em để ý như vậy, các em qua bên đây các em edit. Đó, các em thấy mất rồi. Rồi mình vậy là mình đã thầy đã tạm ngưng cái video này ở đây nha.